Chào anh em, hôm nay công ty cờ bịp chúng tôi giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm bát tàng hình không tang không nhân sạc. Đi vào sóc thử luôn cho anh em để anh em cùng cảm nhận luôn. Một ba trắng anh em nhá. Đấy, trên màn hình anh em đang xem là qua một cái lớp điện thoại. Đấy, nên là anh em có thể nhìn hơi khó một tí. Ba trắng mở luôn. Tôi nhìn thấy thực tế rất rõ luôn anh em nhá, rõ nét 100% luôn. Tiếp tục ba trắng anh em nhé, mở luôn này. Đấy, sáng như đêm trăng rằm luôn. Tiếp này, xong cho anh em vài tiếng anh em cùng cảm nhận nhé. Ba đen mở luôn. Đấy, ba đen này. Tiếp này, tứ đen anh em nhé. Đấy, tôi nhìn phát tôi nhìn thấy luôn. Ở đây là qua một lớp điện thoại nên là anh em nhìn có vẻ là hơi khó một tí. Khi anh em lên tận nơi trực tiếp anh nhìn thẳng qua một lớp điện thoại màn hình này nhìn rất là rõ luôn anh em nhé. Tứ đen này mở luôn này. Đấy, chào anh em, hôm nay công ty cờ bịp tôi giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm nó bát tàng hình không tang không chân sạc. Đấy, ngày xưa anh em đi chơi anh em phải cắm kim và đi bát nên là luồn bát vào rất dễ bị đối phương phát hiện anh em nhé. Thì ở cái mẫu sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em bát tàng hình không tang không chân sạc anh em nhé. Khi em đi chơi anh em chỉ cần đặt cái bát này lên. Đấy, nó sẽ tự động sạc cho anh em nhé. Đấy, khi anh em luồn bát vào hổ báo cáo chuẩn, cầm có cái chiếc bát này rất là khó phát hiện đây là một chiếc bát tàng hình không tang anh em nhé. Trắng như ngọc trinh luôn này. Đấy, soi từ trong ra ngoài cho anh em cùng cảm nhận luôn anh em nhé. Đấy, không cần phải cắm kim anh em nhé, anh em đặt thẳng trực tiếp lên như này. Đấy, nó sẽ tự động nháy đèn lên cho anh em là nó đang báo sạc anh em nhé. Ngoài những cái mẫu bát tự động này ra có rất nhiều mẫu loại bát nữa, như là bát một là bát tự động này. Bát tự động thì anh em sóc xong sẽ tự động mở kết quả cho anh em. Còn bát khiển là anh em muốn mở kết quả lúc nào thì anh em chỉ cần bấm nút khiển là sẽ anh em nhìn có thể nhìn được kết quả anh em nhé. Và cái loại bát thứ ba đó là bát wifi anh em nhé. Khi anh em đi chơi anh em cầm cho tôi một cái củ wifi này đúc vào trong người và anh em bật cái công tắc này lên, nó sẽ phát ra một cái tín hiệu wifi và anh em tải cho tôi một cái ứng dụng phần mềm về. Đấy, và anh em kết nối cho tôi cái wifi này về và điện thoại là anh em nhìn trực tiếp kết quả vào điện thoại anh em nhá. Đấy, ngoài những cái mẫu bát này ra bên này chúng tôi làm được tất cả những mẫu loại sản phẩm như là bát nhựa, chén, tất cả những loại bát. Anh em ở địa phương anh em chơi những mẫu loại bát gì anh em chỉ cần chụp ảnh đúng mỗi loại bát đó và gửi cho tôi qua Zalo treo số điện thoại trên màn hình anh em nhé. Đấy, tất cả những mỗi loại bát đấy thì bê tôi đi vào tôi kiểm chứng cho anh em một lần nữa, bát cực kỳ đẹp, cực kỳ led luôn anh em nhé. Sóc thử nữa cho anh em một vài tiếng nữa cho anh em cùng cảm nhận cái độ led của cái bát này anh em nhé. Sấp đôi anh em nhé, sấp đôi này mở luôn này. Đấy, sấp đôi không mở chuyện nhìn mắt anh em nhìn tới thì không mở chuyện sai được anh em nhé. Đấy, tứ trắng bán cả người đánh chắn tiếng này anh em nhá. Mở luôn này. Đấy, về tứ trắng này anh em nhá. Tiếp này, cho anh một vài tiếng bạc nữa cho anh em cảm nhận. Tứ đen anh em nhá, chồng quân chồng vị để bảo hết. Tiếp này, ba trắng anh em nhá. Đấy, mở luôn này. Đấy, cực kỳ rõ nét luôn anh em nhá. Trừ khi nó chồng quân chồng vị đè lên như thế thì chịu rồi anh em nhá. Đấy, tiếp này, thử cho anh em một vài tiếng nữa này. Ba trắng anh em nhé, mở luôn. Đấy, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm nó bát tàng hình không tang không nhân sạc anh em nhé. Bát anh em chỉ cần đặt lên tự động như này nó sẽ tự động sạc cho anh em nhé. Anh em không cần phải cắm kim như ngày xưa nữa. Đấy, thì anh em nào ưng về mẫu sản phẩm này anh em cứ alo cho tôi trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình. Đấy, tôi sẽ gửi về cho anh em tận nơi. Còn anh em nào mà ở xa hoặc không đến được tôi sẽ gửi về cho anh em test hàng ok thì anh em lấy, không ok có em gửi hàng lại quay lại cho mình. Đấy, nhà tôi thì có 3 cơ sở, một là bến xe Mỹ Đình, 2 bến xe Giáp Bát và 3 là bến xe Miền Đông. Đấy, anh em nào ở gần thì qua thẳng trực tiếp anh em test ok anh em lấy, không ok coi như mấy anh em mình cũng chụp trò chuyện giao lưu anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Chào tất cả các anh em, hôm nay công ty cờ bịp bên mình xin tiếp tục làm video để giới thiệu tới cho các anh em về cái những mẫu mã bát tàng hình hiện đại nhất của cái năm 2020 hiện nay. Đấy, nói về bát tàng hình thì chắc anh em trong nghề không còn xa lạ gì nữa rồi, nhưng mà
Hôm nay cái video này mình sẽ gửi đến cho anh em về một loại bát tàng hình đẳng cấp nhất trong tất cả những cái loại bát tàng hình vừa qua. Đấy, những cái mẫu mã bát có rất là đa dạng tùy theo địa phương anh em thích làm bằng cái chất liệu gì. Ví dụ là hoa này, bát hoa này, bát sành này, bát sứ, hoặc là những cái mẫu bát khó làm như bát nhựa, bát phít, kể cả là những cái bát inox nhà mình đều có thể làm được hết cho anh em nhé. Thì hôm nay xin giới thiệu tới cho anh em về một loại bát tàng hình 2020 có thể chống được tất cả những cái khó khăn ở trong sòng trong sới. Ví dụ như là những cái thợ thuyền này ở trong sòng sới, thường thường là người ta sẽ kiểm tra bát bằng những cái kiểu như là khò lửa này, bôi cái phấn rôm bút dạ vào trong lòng bát để đảm bảo là có bát tàng hình nó bị mờ đi cái khói cam. Nhưng mà với hiện nay với công ty mình đã cho ra đời được cái bát mà có thể là kể cả là những cái thầy thợ là khó tính nhất. Đấy, chống lửa anh em nhá, chống nước. Đấy, bát cho vào nước nóng đun sôi nhưng mà qua ra vẫn đánh được ok. Đấy, thì để đáp ứng cho những anh em nào mà phù hợp với anh em mà đánh đồi đánh núi này, hoặc là anh em đánh ở trên tàu trên thuyền, làm được ra những cái bát có thể chơi được trong vòng 5 đến 10 tiếng. Đấy, vượt bỏ xa những cái bát ngày xưa nó chỉ đánh được 1-2 tiếng là hết pin rồi anh em nhé. Bát này là bát đẳng cấp nhất rồi. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ với mình. Đấy, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em từng loại mẫu bát một anh em nhé. Loại thứ nhất là cái loại bát đánh đường trường, là cái bát tự động, vẫn giống như cái bát tự động ngày xưa, nhưng mà những cái ưu điểm mới nhà mình mới làm ra. Đấy, nhấn mạnh anh em là bát pin, tuổi thọ của pin này rất là lâu, đánh được trong vòng 5 đến 10 tiếng này. Đấy, thứ nhất này. Thứ hai là chống lửa, chống nước anh em nhá. Anh em link cửa hàng mình có thể kiểm chứng chống lửa, chống nước này. Thứ ba là đập ra là không tăng tích gì anh em nhá. Bát là bát vô tang, đập ra là chỉ vỡ thành như kể cả vỡ trôn. Hạt tang nó siêu nhỏ, nó chỉ bằng hạt đậu thôi. Đấy, thầy thợ khó tính nhất cũng thể nào mà phát hiện được đây là một cái bát bịp anh em nhá. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em từng cái loại bát, giới thiệu cho anh em từng loại bát một này. Thứ nhất đó chính là cái loại bát trắng, bát đường trường này. Đấy, chỉ cần cái sóc xong đặt xuống nhà máy sẽ báo về anh em này, cực kỳ là nét luôn này. Đấy, cái sóc xong đặt xuống là nó sẽ báo về. Đấy, để anh em lưu ý nhá, với cái loại bát mới của cái năm 2020 này thì anh em ở ngoài làm kỹ thuật cầm điện thoại thì có thể là cách xa được tầm 50 mét. Đấy, ngày xưa bát ngày xưa chỉ được 10 đến 20 mét thôi, nhưng bát bây giờ kể cả là anh em đánh ở trên rừng này, nó ngồi trên cây cách chỗ anh em đánh tầm 50 mét mà vẫn báo về được cho anh em nhá. Đấy, đó là cái ưu điểm mới này. Đấy là cái bát thường này. Thứ hai đó là cái bát khiển. Đấy, cái bát khiển là như nào, nó là phù hợp cho những em nào mà đánh ở công ty công sở. Đấy, những cái nó là bát đánh rất là di động anh em nhá, có nghĩa là anh em cứ để ở công sở, lúc mà anh em thích đánh thì đánh, không cần phải sạc nhiều. Đấy, khi cái sóc xong này đặt xuống này, anh em bấm khiển thì bát mới mở mắt anh em nhá. Đấy, đây cái nút khiển của nó này anh em này. Đấy, không như giống như cái bát đường trường này. Cái bát này thì sóc cái sóc xong cũng được, lúc nào anh em muốn xem là anh em chỉ cần bấm một cái thôi. Đấy, sẽ hiện cực kỳ rõ nét luôn này. Đấy, đấy là về cái bát khiển và bát không khiển. Nó khác nhau ở cái chỗ là khi cái bát thường này sóc cái sóc xong đặt xuống là anh em sẽ nhìn được luôn. Đấy, là anh em đánh đường trường. Còn cái bát này là do anh em đánh công sở hoặc là đánh đi đâu anh em, có nghĩa là khi anh em bất chợt đánh rồi có thể mang ra đánh anh em nhá. Đấy, bấm khiển anh em này là nó sẽ bảo vệ này. Đấy, thứ ba nữa là cái bát, nó là cái bát wifi. Bát wifi như thế nào là anh em có thể xem được trên trực tiếp những cái điện thoại của anh em như này. Đây là cái điện thoại bình thường anh em nhá. Đấy, anh em mang bát đi đánh không cần phải người kỹ thuật, mà anh em ngồi trong ấy, anh em có thể xem được trực tiếp trên điện thoại của anh em luôn, rút điện thoại ra xem cái là được anh em nhá. Này, đấy, xem trực tiếp ra cho anh em lại thoát ra xem được bình thường anh em này. Đây, tôi cách quay thử cho anh em 2-3 tiếng bạc nhé. Anh em có nhu cầu liên hệ tới mình bất kể chỗ nào trên lãnh thổ Việt Nam. Nhà mình thì có hai cơ sở thứ nhất bến xe Mỹ Đình Hà Nội, và cơ sở thứ hai bến xe miền Đông Sài Gòn. Anh em tiện đâu thì anh em qua đó làm được tất cả trên những cái chất liệu, kể cả là những cái bát sành, bát sứ này, bát nhựa phít xanh và bát inox đều có thể làm được.
hoặc là những anh em nào mà chơi tài xỉu hoặc là chơi bằng bầu cua, nhà mình đều có thể làm được vào những cái thau hoặc là những cái chén cho anh em nhé. Với cái công nghệ bát sạc không dây của cái năm 2020 này, anh em đánh không cần phải sạc bằng dây dựa gì, anh em chỉ cần đặt lên cái bệ sạc từ này là có thể sạc được rồi. Sạc trong vòng 40 đến 60 phút mà anh em có thể chơi được 5-10 tiếng anh em nhé. Đấy là cái ưu điểm của cái loại bát tàng hình mới của bây giờ. Bát ngày xưa chỉ cần đánh, nó có nhược điểm như này. Bát ngày xưa đánh là tầm 1 tiếng là nó bị nóng chôn, nóng cái chôn đít bát này gây khó khăn cho anh em là đánh rất là dễ bị lổ. Còn bát của công ty mình là làm bằng xi măng trắng, anh em đánh thoải mái, đánh 5-10 tiếng không bao giờ bị nóng đít bát. Đây, thử cho anh em cái bát ra thường này anh em này. Đấy, đây là anh em sắp đôi này, không cần phải khóa đi, anh em nhìn vào màn hình nó thấy không, vẫn là sắp đôi này anh em này. Sắp đôi này, thử cho anh em cái bát sang cái bát khiển này nha anh em nhé. Với cái bát này là anh em đánh lúc nào anh em muốn bảo mắt được này. Đấy, khi nào mà anh em muốn soi này, anh em chỉ bấm một cái đấy, tiết kiệm pin cho anh em. Đấy, ba trắng ba đen anh em nhé, ba đen này. Đây chỉ là một trong những cái rất là nhiều mẫu bát ở hiện tại bên công ty mình. Còn anh em nào mà chơi những cái loại bát hoa này, hoặc là những em nào bên nước ngoài, kể cả những em bên nước ngoài nha, chơi bằng bát nước ngoài, anh em thường chụp ảnh hoặc là gửi cho mình cái mẫu bát đấy về Việt Nam, mình sẽ làm trong vòng một ngày rồi gửi sang cho anh em nhé. Từ trắng anh em đấy. Bát thường là một bộ bát có là thường là sẽ gồm những cái, một là cái màn, hai là bát và sạc anh em nhé. Còn khi anh em đi chơi muốn xem trực tiếp vào trên điện thoại của anh em là anh em chỉ cần bát và một cục wifi nhỏ như này, em đúc ở trong người là anh em có thể chơi được ở trong màn rồi. Thì đó là những cái mẫu bát mà mình vừa giới thiệu tới cho anh em, những cái mẫu bát đẳng cấp nhất đấy, nó là cái mẫu bát tàng hình vượt qua những cái mẫu bát ngày vừa xa, bỏ xa những cái mẫu bát ngày xưa những cái nhược điểm của những mẫu bát đó là pin kém này đấy, ngâm lửa không được này, ngâm lửa là không được này anh em này, phấn rôm bút dạ tô vào cái là không thể không thể nhìn thấy. Nhưng mà với cái loại bát này, bát đẳng cấp như ở bên công ty mình là có thể vượt qua được tất cả những thử thách. Mời anh em lên tận cửa hàng mình, vào cửa hàng mình kiểm chứng anh em nhé. Thì giới thiệu thế thôi, anh em nào có nhu cầu thì alo thẳng tới cho mình qua số điện thoại. Đấy, anh em tiện đâu thì em qua đó, Hà Nội và Sài Gòn anh em nhé. Xin chào anh em, cảm ơn anh em đã xem video.